Theo thông tin cảnh báo về lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực vùng núi Bắc Bộ của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Lào Cai là một trong 10 địa phương thuộc vùng có nguy cơ cao. Các địa phương nằm trong vùng nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét cao là Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Tại Lào Cai, các địa phương thuộc vùng nguy cơ cao gồm các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Sát và thị xã Sapa. Cảnh báo từ nay đến ngày 8 tháng 8, tại các khu vực trên tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Độ ẩm đất đạt cao trên 90%, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Các cấp các ngành các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.